Bạn đang có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đệ Tử. Xin chào anh em, mình là Đệ Tử đây, rất vui vì được mọi người gặp lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cái chuỗi series góc nhìn của tiện thủ. Chúng ta đang được chiêm nghiệm cái kỹ năng đi rừng của anh bạn ADC đang chơi cho mình con tướng nát róc trong cái cuộc đối đầu với đội tiện ARQ bên kia. Cũng có một người đang đi rừng, cũng có một người có kỹ năng cực kỳ cao, đó chính là anh bạn Red đang chơi cho mình con tướng được gọi là Murad với bộ trang phục đó là biệt đội công nghệ, tôi nhớ không lầm là như vậy. Còn bạn ADC này đang chơi cho mình con tướng nát róc với bộ trang phục là AIC đúng không ạ? Ừ, ok, nó là như thế. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi coi diễn biến của trận đánh này sẽ như thế nào. Và ADC anh ta vẫn đang farm rất chi là miệt mài các bạn ạ. Vẫn đang là những cái công tác farm quấy rừng đến từ anh ta. Có thể cái bản ngọc mà anh ta lựa chọn trong trận đánh này sẽ là ngọc đỏ tốc đánh chí mạng đó. Chúng ta có thể thấy được rằng khả năng nổ chí mạng của anh ta cũng là đang có. Có một cái điều rất là hay nha. Có một điều rất là hay, anh ta lựa chọn cho mình một cái giải pháp được gọi là ẩn mục tiêu chỉ định. Thì cái việc mà các bạn ẩn mục tiêu chỉ định như này, nó sẽ mang lại cái lợi thế, cái ưu điểm cho chúng ta là cái màn hình chính nó sẽ trở nên trống trải ha. Nó giúp cho chúng ta tung chiêu trở nên mượt mà hơn đối với những chức tướng mà thuộc cái kiểu cơ động như này, giúp 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 liên tục đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng anh ta tin tưởng vào khả năng map pro của những người đồng đội anh ta, và anh ta không sợ những cái pha giao tranh được gọi là bắt con cọp này nọ kiểu. Anh ta đủ căn cứ để có thể chọn cho mình cái phương pháp ẩn mục tiêu chỉ định ha. Còn thông thường những người bình thường như chúng ta, thông thường đa phần anh em thường hay chơi, anh em chọn cho mình cái hình thức được gọi là hiện mục tiêu chỉ định. Thì các bạn hiện mục tiêu chỉ định như này, nó sẽ mang lại cho tụi mình một cái lợi thế. Lợi thế là gì ạ? Nó sẽ dự báo trước được rằng cái tình huống giao tranh, kiểu như team bạn đang nấp bụi chuối hoặc là họ chuẩn bị ganh chúng ta. Trong cái khoảng thời gian trước đó 1 giây, chúng ta sẽ biết được cái điều như vậy, để từ đó chúng ta đưa ra một cái phương án tấn công hoặc là rút lui. Nó giống như là một cái thủ thuật để giúp chúng ta có thêm tầm nhìn nữa các bạn. Rồi chúng ta cùng nhau quay trở lại trận đánh nào anh em ạ. Bây giờ thì sao đây ạ? Bây giờ là 2 phút 30 giây của trận đánh rồi, chưa đánh nhau, nó róc bay vào cấu rìa Berserken qua YT một lần nữa, phán đoán tình hình tương đối là hơi bị chậm trễ. Và hai YT bên kia bị mất đi cho mình cái NT rồi anh em ơi. Đó, nát róc là như vậy. Giai đoạn đầu trận chúng ta có thể học hỏi được một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của anh ta. Anh ta biết được rằng team bạn còn rất là nhiều cái NT và team bạn tập trung rất là đông tại nơi kia, cho nên anh ta chỉ lao vào, anh ta cấu rỉa, anh ta quẹt nhẹ bằng chiêu 2 nguồn cơn rắc rối, sau đó anh ta rút lui. Và anh ta đã chiêu dụ được hai YT, mất đi cho mình chiêu cuối rồi ha. Ở thời điểm hiện tại 3 phút rồi và ADC đang có cho mình con chim bự chà bá ý chích bà độc lộn. ADC đang có cho mình con dơi thủ vệ. Với con dơi thủ vệ này, nó sẽ mang lại cho anh ta những cái lợi ích về khả năng hồi máu, khả năng gia tăng tốc chạy. Và điều đặc biệt hơn là khi anh ta thoát khỏi trạng thái giao tranh, nó sẽ được tăng khoảng chừng 40 tốc chạy trong khoảng thời gian là 60 giây. Một lợi thế rất tuyệt vời và rất phù hợp đối với những người đi rừng nha. Bắt con cọp anh bạn Murad nào. Murad chạy được không? Ô, anh ta còn cho mình cái liềm các bạn à. Anh ta bị làm chóng, anh ta giật bóng lui về nhưng đã phải nằm xuống bởi Rishi rồi. Sứ mệnh của thế được đổ ra. Narok nhảy vào bụi chuối né được tầm nhìn, đập lên người của Lilia. Lilia chạy đi, Lilia tóc biến rồi, kịp tung cho mình cái hồ vàng đạn và né khỏi lượng sát thương tại nơi kia. Xâm lăng bằng rừng nào, hạ tê kìa, dùng nhẹ cái Shuriken. Phản đón được vị trí của ADC, Lina lao ra, bao Shuriken qua IT một lần nữa, một pha hồi máu đến Zero E. Có thể nào bao được trụ không ạ? Tôi nghĩ là hơi khó rồi nè, mà sự hỗ trợ đến từ hai người tại cánh trên kìa. Gấu đang gặp nguy hiểm, gấu đang bị đe dọa, gấu mất tiêu một trụ rồi bà con cô bác ạ. Cái team AHQ này họ chơi hơi bị dữ ta. Cái kiểu như là nó chơi theo kiểu như là tránh rừng đó bạn. Mình ví dụ nha, ví dụ như là thấy ADC đang ở đường trên là họ sẽ đánh nhau tại đường dưới. Họ thấy ADC đang đường dưới là họ sẽ đánh nhau tại đường trên. Họ thấy ADC đường giữa là họ sẽ đánh nhau đường dưới hoặc đường giữa. Đó kiểu như là gặp gừng là tré né để mà tránh, để mà không có tham chiến quá nhiều vào cái vị trí của người đi rừng. Đó, nó là như thế đây mà. Đó là cái cảm nhận cá nhân của tôi mà thôi. Bây giờ đã là 4 phút 30 giây rồi, kể từ cái thời điểm mà AQ họ có lợi thế về một trụ tại đường trên đó, thì có vẻ như họ đang nằm ở cái kèo chủ động anh em ạ. Đó, chúng ta có thể thấy là như vậy. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về cái bản ngọc mà Narok đang lựa chọn trong ngày hôm nay. Ý lộn, bản ngọc mà ADC đang lựa chọn trong ngày hôm nay nha. Tứ cũng không biết như thế nào, nhưng theo Tứ nghĩ rằng ngọc đỏ anh ta lựa chọn cho mình là tóc đánh chí mạng. Ngọc tím anh ta có thể lên là 5 viên hút máu, 5 viên còn lại là tóc đánh tóc chạy. Hoặc 5 viên hút máu, 5 viên còn lại là công vật lý tốc chạy. Cuối cùng ngọc lục anh ta sẽ lên cho mình là công vật lý và xuyên giáp. Một tình huống cấu rỉa từ phía xa đến từ một pha ẩn trạm của Murad tại nơi kia. Team bạn đang giao tranh nha, team bạn nấp bụi chuối nha anh em ạ. Hãy cẩn trọng vì điều đó. Tại nơi kia, Omen kìa, có bắt con cọp anh ta không ạ? Cố gắng ăn cho mình con dơi thủ vệ. Một cái vòng được đặt ra đến từ cô nàng Rishi, cái vòng tránh để cho cô ta có thể đầu thai, và chúng ta có thể gọi vắn tắt đó chính là vòng tránh thai, nhưng chúng ta nên gọi nó là vòng tránh để cô ta có thể đầu thai thì như vậy nó sẽ tế nhị hơn. Giao tranh một lần nữa đang xảy ra, đó thấy chưa? Đúng là như là chúng ta nghĩ.
yêu cầu rừng nó ở đường trên là bắt đầu nó đánh nhau ở đường dưới anh em ạ. Bắt buộc cho nó róc phải chạy bằng cái con sa chia độ bô xăng lửa, chạy rất nhanh sang đường dưới đây. Chuẩn bị cho một pha đánh nhau hay không đây anh em ạ. Núp bụi chuối nào, phát hiện tầm nhìn, bông tránh tay được nổ ra. Murat đang tích qua cho mình nội tài, anh ta có đầy đủ nội tài rồi nha. Timmy kìa, Zuriken của IAT phát hiện được tầm nhìn và vị trí của Narok, bắt buộc KDC phải rút lui nhẹ nhẹ rồi. Đường giữa đang bị đe dọa một lần nữa, Rishi dùng cho mình cái tốc biến kết hợp với một pha anti. Một thời gian sớm nhất và gần nhất Rishi không thể nào tham chiến được nữa rồi anh em ạ. Vẫn đang farm, team bạn đang áp thế giao tranh tại ba đường luôn. Họ cắt cử ra phân bố lực lượng ra rất chi là đồng đều và gây áp lực lên ba đường các bạn ạ. Đường dưới là một trong những kẻ hở mà team bạn có thể lấy thêm anh em ạ. À. Tại đường trên kìa, đang đánh nhau kìa nha. Đó chính là tao dách các bạn ạ. Ta tin tao và nhà ta có cho mình con dách 1000 gì đó. Nó rốc anh ta tới rồi, anh ta đang cởi cho mình con sa chia độ bô xăng lửa, gắn cái phục ô liền, độ cái đích nhọn quắc lên trời đó. Đang chở theo cả cô đèn Vegas nữa. Và không thể nào dí được anh bạn tao dách đó. Dách 1000 nó chạy ghê quá bà con ạ. À. Với 1043 phân khối, 4 xi lanh thẳng hàng hộp số 6 cấp, 142 mã lực tại 10.000 vòng trên phút. Moment sắn cực đại là 111 newton trên mét, nó có thể tăng tốc trong quãng thời gian là 0 đến 100 km trên giờ, trong quãng thời gian là 2,9 giây. Nó tương ứng với vận tốc của một con Ferrari 488 GTB nguyên bản. Và tôi nghĩ rằng với chiếc xa chia như này thì anh ta cần phải mượn cho mình cái động cơ super chạy gắn trên chiếc Exeter của Valencian mới có thể dí được nha. Liliana của ta bị hất tung rồi, của ta bị khống chế nhảy vào rừng dính vào gừng viết rồi. Một pha thở bướm, Timmy lao vào pháp trận từ người rút ra, một rác thải đau vốn bừng, nó rong sắp chết rồi, nhảy qua pháp trận từ người từ Timmy. Anh bạn Alien ta vẫn đang canh, anh ta đang nhẫn. Lúc đó thì tao dắt là ta đang lại lẻ giao tranh một lần nữa. Gấu sắp chết rồi, gấu sắp quỵ rồi, gấu e còn lượng máu rất nhiều và không đủ lượng sắc lương, và chắc chắn rằng gấu sẽ phải nằm xuống. Đường giữa một lần nữa đang xảy ra giao tranh, cục xanh xanh được đổ ra đến từ Sunbat. Sunbat còn đang tồn tại, thả chim liên tục, chết bà thả bướm liên tục luôn. Và bây giờ thì sao đây ạ? À? Giao tranh tạm thời hòa hoãn, chúng ta mất điên bạn gấu. Tao dách nó chơi ghê quá bà con ạ. À. Nó công nhận với con dách 1000 này nó chơi hơi bị ghê đấy. Nó liên tục đẩy lẻ luôn và chúng ta có thể thấy được rằng áp lực mà tao dách gây ra là như thế nào. ADC anh ta biết được rằng ở thời điểm hiện tại anh ta cần phải chuyển ngay cho mình chiến thuật là đẩy lẻ, cố gắng lấy thêm nhiều trụ thôi nào. 7 phút 30 giây là thời điểm mà anh ta cần phải phát huy cái việc lấy trụ thôi. Tao dách một lần nữa chạy bằng con xe dách 1000. ADC rất tinh tế mà nhanh trí. Anh ta về số, anh ta bóp côn, anh ta đạp số, anh ta đá số sống, anh ta kéo ra lên. Anh ta bốc đầu trong một khoảng thời gian rất nhanh và anh ta bứt tốc vượt mặt qua cả dách 1000. Ê chết bà độc lộn. Mà nãy giờ tôi bình luận liên quân mấy ông nội ơi. Đâu sao đâu, rất xin lỗi anh em nha. Nó bị nhiễm. Rồi, quay trở lại trận đánh thôi nào. Chúng ta bắt đầu, trời ơi vẫn chưa có trụ bà con cô bác ạ. À. Vẫn chưa có trụ luôn. Rất khó khăn nha, rất khó khăn. Team bạn họ kiểm soát bản đồ quá tốt anh em ạ. À. Họ luôn phân bố lực lượng ra đầy đủ tất cả ba đường và gây áp lực cho chúng ta. Ta tần xê xa, nếu như họ muốn ăn ở thời điểm hiện tại xác suất cao họ vẫn có thể có. Bởi vì đơn giản họ đang nằm ở một cái thế được gọi là chủ động. Họ kiểm soát, họ đi chung với nhau. Thời điểm mà họ hội tụ 5 người rồi cũng là thời điểm mà họ sẽ tách ra ở một khoảng thời gian ngắn. Một pha giao tranh mà con rồng Skedet ở phút thứ 8 của trận đánh này nó đã thuộc về họ rồi. Áp lực đang ngày càng tăng cao. Chúng ta cùng nhau chờ đợi coi đội tuyển Việt Nam họ sẽ phản kháng như thế nào trước những động thái của team bạn nha. Đang chia ra địa trị và tôi vẫn đang hy vọng đây là một trong những trận đánh lật kèo. Cái cây đây hiện tại đang làm một điều, họ đang áp đảo chúng ta về mặt số lượng trụ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chiến thắng này chắc chắn sẽ thuộc về họ. Bởi vì team Việt Nam chúng ta đa phần nó đều có cho mình một cái khuôn khổ, nó đều trở thành một trong những cái đặc sản là kiểu như là bị đánh đầu trận rồi về giai đoạn giữa cuối chỉ cần một đợt giao tranh thắng lợi thôi là chúng ta có thể lật kèo, đúng không ạ? Anh em đa phần xem những trận đánh mà chung kết, những trận đánh căng thẳng của team Việt Nam đa phần đều là như vậy. Và tôi hy vọng rằng trận đánh này chúng ta lại có thể tiếp tục làm được những gì như thế. Giao tranh một lần nữa có thể xảy ra không đây, khi chúng ta tập trung 5 người tại đường giữa rồi, quyết tâm lấy trụ hay không? Còn cho mình con xe nha, lao vào quẹt nhẹ cái trụ một phát, con xe đang tràn vào, thằng Moon nó nhảy tới, nó tương đối là thốn lùi với một kỹ năng ảo trảm đó. Team bạn tràn lên bảo Zergen qua ET, sức mạnh của thế Esu bắt buộc dùng cho để thốn lùi, Rishi bật cho mình chiêu cuối luôn rồi. Giao tranh xảy ra quá lớn và chúng ta đang là một trong những người thua thiệt. Đợt lính con xe đang đẩy lên tại đường trên nữa, bắt buộc cho đây phải quay trở về đường và đẩy trụ. Má tim tim bạn nó ghê quá bà con ơi, mà nó chơi ghê quá, kiểu như nó hack map vậy bà con. Mà nó biết được vị trí của tụi mình chuẩn bị giao tranh tại nơi đâu và nó lao vào sơ tái được con mồi không, tiếp tục nhảy đi bằng vũ điệu chồn lùi của mình. Cô ta với kỹ năng vũ điệu chồn lùi đó, cô ta quá dai dẳng trong giao tranh. Cứ mỗi lần chúng ta nhào vào là cô ta nhảy đi và những thao tác lạ lướt đến từ ADC đang được thực hiện. Các bạn có thể thấy được, hay nè nha, hay nè, một cái hay. Có nghĩa là ADC không lên cho mình cái thánh kiếm, nhưng mà anh ta lên cho mình cái găng tay mà mang lại khả năng nổ chí mạng của anh ta là 12%. Đây là một cách thức giúp cho anh ta có thể tiết kiệm được lượng vàng rất chi là nhiều, nhưng mà nó vẫn có thể đảm bảo được khả năng nổ chí mạng của anh ta. Đôi lúc hên phát bay tới bằng chiêu 2 quẹt nhẹ phát thôi, nếu như nổ chí mạng thì có thể
tước đoạt đi một lượng máu rất chi là nhiều, và nó có thể tạo nên cái yếu tố đột biến trong giao tranh. Một cái thủ thuật nhỏ nhỏ mà chúng ta có thể học hỏi nha anh em. Đó, nó là như thế. Và bây giờ lại là một pha núp lùm thần trường từ vị trí của Naroc nha. Naroc làm gì đây? Bay ra quẹt nhẹ một phát rồi dùng nhẹ cái dao đánh nhẹ vào mông của ta. Của ta đang nằm xuống rồi. Rắm tần lực của Timmy nhào lên. Anh Ti đến từ xung bách một lần nữa. Hỗ trợ và bảo kê. Sức mạnh của thế đang đáp xuống. Đáp xuống rồi. Hồi lượng máu quẹt nhẹ một phát. Quay ra bù xanh. Có thể lấy được bù xanh luôn mà. Ồ, team bạn ba đứa nha. Đó chính là Gương Quyết rồi. Dùng nhẹ cái tê tái nhưng chưa có được bù xanh. Không sao cả. Có được lợi thế bào trụ không ạ? À? Cùng nhau chờ đợi coi nào. Chúng ta còn cho mình con đậu xanh rau muống nữa. 2 giờ tê kìa Timmy kìa. Bố săn lửa Sachi bạn ơi làm gì đi. Ok con dê rất tinh tế rất hay. Lại tiếp tục thử sử dụng cho mình cái thủ pháp như vậy. Anh ta đá số sống và hình như lần này anh ta có mượn cái super chẹt của ông nội Venetian hay gì đó anh em ạ. À. Anh ta chạy quá ghê đi bà con ạ. À. Rừng team bạn đã phải mất rồi. Murat, cái gì thời đại công nghệ chết mất tiêu rồi anh em ạ. À. Đường giữa tập trung 4 người và họ đang muốn đánh nhau. Lần này Naroc đã đẩy thành công được lính rồi. Anh ta vẫn đang farm rất nhiều là miệt mài. Có vẻ như anh ta cần phải tham chiến hỗ trợ đồng đội ngay. Một cái hồi máu đối từ team bạn rồi. Đó chính là quỷ Tao Dách. Tao Dách đây cô đang truy đuổi lên người của DC. Quân cơn rắc rối một lần nữa. Team bạn mất đi 4 người. Double kill mang về cho gấu. Con xe đang tràn vào đủ căng cứ đi con ta dám giết trận đánh hay không đây. Thằng quỷ Tao Dách đâu mất tiêu rồi. Dách 1000 nó đâu mất tiêu rồi. Nó đi độ bom nữa rồi anh em ạ. Nó móc bom nó độ bom bullshit tầm gì đó mất tiêu nữa rồi. Con xe bắt đầu tràn vào rồi. Nó làm gì đây? Nó bay ra rồi anh em ạ. Nó nẹt bom liên tục luôn. Nhưng đó chỉ là nẹt bom mà thôi, chỉ có thể đe dọa về mặt thính giác mà thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những số video lần sau nha. Tặng đệ tử một lượt like và một lượt đăng ký nha. Hôm nay là cuối tuần rồi, tứ xin tặng ạc cho anh em ha. Hello anh em, cuối tuần lại lên thì hôm nay đệ tử xin phép giới thiệu với anh em cái shop ạc duy nhất của mình nha, là shop đệ tử.vn. Nhớ nha anh em, shop đệ tử.vn mình sẽ để link ở dưới cái phần comment hoặc là dưới phần mô tả, anh em sẽ thấy được rằng shop đệ tử.vn. Và đây chính là giao diện của nó nè. Mình sẽ nói sơ qua một tí cho anh em dễ hình dung nha. Ở đây là ạc VIP tự chọn, anh em có thể xem được cái số lượng tướng, số lượng skin mà anh em cần mua. Anh em nhấn vào một ạc VIP tự chọn. Đó, nó có rất là nhiều cái ạc trên đây. Tổng cộng nó đang có là 300 mấy ạc đó. Và những ạc này nó đang có chương trình hỗ trợ giảm giá, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm dành cho anh em luôn. Mình ví dụ cho anh em nha. Chẳng hạn như hạt này 50 tướng và 54 trang phục, giá hiện tại của nó là 550.000. Mà nếu anh em nhập cái gift code giảm giá vô thì nó sẽ được giảm giá tiếp. Và khi anh em mua bằng ATM hoặc là Momo, chúng ta chỉ còn có 440.000 đối với hạt 50 tướng và 54 trang phục như thế này đây. Giá cực kỳ mềm đúng không ạ? Và cái cách thức mua như thế nào ạ? Cái cách thức mua thì chúng ta có thể mua qua thẻ cào nè, hoặc có thể mua qua ATM. Mua qua thẻ cào chúng ta nhấn vào cái lệnh nạp tiền ở góc trên như thế này. Các cách thức nạp thẻ như sau: chọn loại thẻ các bạn cần nạp, Viettel, Mobi hoặc Vina, đó chính là ba cái loại thẻ mà web mình sử dụng. Chọn cái mệnh giá của thẻ cào đó, nhập cái số series vào, nhập cái mã thẻ, tức là cái mã nó được che bởi cái lớp bạc đó anh em. Và khi anh em nạp tiền qua Momo hoặc là ATM đó thì các bạn sẽ được tăng thêm 20% ha. Các bạn có thể liên hệ với PenPay, liên hệ với nhân viên để cho nhân viên hỗ trợ và tư vấn các bạn cái cách thức nạp tiền qua ATM nha. Và khi các bạn mua ạc qua ATM, các bạn cũng sẽ được giảm giá 20%. Đó chính là cái mục ạc VIP tự chọn nha. Còn tất cả các mục còn lại thì nó sẽ theo cái kiểu là random, nhưng nó sẽ được quy định ở cái số lượng tướng. Ví dụ như ạc 250.000, nó sẽ quy định cái số lượng tướng của nó là từ 30 tướng trở lên nha. Đó, ạc 120.000, nó sẽ quy định cái số lượng tướng là từ 25 tướng trở lên. Ạc 75.000 sẽ quy định số lượng tướng là từ 20 tướng trở lên. Ạc 50.000 sẽ từ 15 tướng trở lên. Ạc 20.000 sẽ từ 10 tướng trở lên. Rồi ạc thử vận may 7.000 nó sẽ theo cái kiểu là lộn xộn và ngẫu nhiên hên xui. Đối với hình thức ạc này nó sẽ được bảo hành trong khoảng thời gian 2 ngày. Nếu như trong khoảng thời gian 2 ngày ạc bạn bị lỗi gì đó, cứ việc nhắn tin fanpage, nhân viên sẽ hỗ trợ và tư vấn đền bù cho anh em nếu đúng thực sự lạc lỗi. Còn tất cả các ạc từ mức giá 20.000 trở lên đều là trắng. Ạc trắng tức nghĩa là ạc chưa có gắn bất kỳ thông tin gì cả. Anh em mua về anh em sẽ gắn số điện thoại, Gmail này nọ kiểu vào, hoàn toàn bảo mật dành cho anh em nha. Đó, nó là như thế. Không để các bạn chờ lâu nữa, hôm nay đệ tử sẽ tặng cho anh em khoảng chừng 5 cái ạc 75.000 này nha. Hy vọng rằng những anh em may mắn có thể nhận được nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tặng ạc.